Hôm qua ngày 21 tháng 12 tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm trong chuyển đổi nền kinh tế số và đảm bảo an ninh thông tin mạng đối với dịch vụ nội dung số tại Việt Nam với sự tham gia trực tuyến của Công an 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Trước diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Bộ Công an đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, công tác nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ ngành, đơn vị có liên quan để phòng ngừa ngăn chặn. Những thực trạng và giải pháp đã được đưa ra để hội nghị cùng nhau thảo luận và định hướng công tác phòng chống tội phạm an ninh mạng một cách hiệu quả. Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao các tham luận của đại diện các bộ ngành, doanh nghiệp và ngân hàng cung ứng dịch vụ, đồng thời yêu cầu cần tập trung đẩy mạnh hiệu quả định hướng chuyển đổi số quốc gia, lực lượng công an phải tham mưu và là nòng cốt trong triển khai các phương án đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin trong thời gian đến.